Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay trên tay mình đây là có mic N87C của bên anh Nhật Dạ Cáp Tín sản xuất. Thì sau một tuần trải nghiệm thì mình sẽ đưa ra đánh giá của mình. Lời đầu tiên mình muốn nói về con mic này thì nếu mà đánh giá một cách chung chung nhất thì nó rất là bình thường, quá là bình thường luôn. Và nếu mà để so sánh với một con mic nào đó thì làm cột bốc thì ví dụ mình sẽ đưa ra một con mic nào của phòng mình đi. Ở trong hiện tại ở trong cái phòng này mình có này. Ví dụ là con này đi. Đây con Neumann 103 đi. Ví dụ con này là cột mốc 10 điểm thì con này nó sẽ chỉ tầm được so với con Neumann 103 này chỉ tầm được đánh giá là tầm được 7,5 đến 8 điểm. Có lẽ là 8 điểm đấy. Riêng nói về con Neumann này thì ai cũng biết rồi. Thì mọi người có thể giá nếu mà mua sách tay nó có thể giá được tầm 24-25 triệu. Đây là không có sốc nhỉ. Nếu mà mua ở Việt Nam này, nếu ở Music Tool này, hàng bảo hành chính hãng đàng hoàng thì phải 33 triệu. Nhưng mà con mic này các bạn biết bao nhiêu tiền không? Con mic này có không nhớ bao nhiêu. Như là 7 triệu 8 đúng không? 7 triệu 8 mà rất là nhiều khuyến mại. Vừa được học mic này. Rồi được ưu đãi khi mà các bạn review này. Mình thật ra mình không muốn review đâu, nhưng mà mình sẽ review cái này để mình lấy lại 1 triệu khi mà bạn review này, bạn gửi video này. Mình đánh giá rất là khách quan, mình sẽ gửi lại cho bên anh Nhật Dạ. Để mình lấy lại 1 triệu. Gọi là tham tiền, tham lam, ngu dốt này. Thì nói chung là con mic này nó sẽ rất là phù hợp với những bạn mà đang làm home studio đi. Những các bạn mà hay tự mic cho mình hay làm YouTube chẳng hạn. Ví dụ bên Huy Vạc này, hoặc là bạn Út Nhị này. Bạn Út Nhị chắc là thuê phòng thu rồi, Huy Vạc thì chắc là chán lắm, chắc là bạn tự mic rồi. Không biết bạn có gửi không, nhưng mà những các bạn nào làm YouTube mà các bạn biết mic rồi thì các bạn nên mua con mic này, hàng Việt Nam nha, made in Việt Nam, nhưng mà không thua kém gì bất kể một con mic nào bên nước ngoài đâu. Thứ nhất là nó rẻ này, cái thứ hai thì nó cũng nói chung là nếu mà nói để bằng những con mic như này tầm 33 triệu thì không thể bằng được, nhưng mà mình cam đoan một điều rằng là dưới 20 triệu cái tầm mic NT1A hay là AT4040 NT2A thì không thể bằng được con mic này, mình cam đoan luôn. Mình đánh giá rất khách quan chứ không, mình không định bợ ai hay là mình phải nói theo cảm giác của mình thôi. Lần đầu tiên thì mình cũng review về một sản phẩm đấy, để tiếc 1 triệu nên cũng phải review thôi. Thì mình nếu mà cái này lựa chọn rất là hợp lý cho các bạn hát live thì hơi là sang đấy. Nếu mà home studio thì nên mua em mic này. Hát live cũng ok mà thu âm thì rất là ngon. Các bạn có thể lên nghe sản phẩm của anh Châu Khải Phong. Sản phẩm gần đây nhất của anh Châu Khải Phong. Anh Nhật Dạ thu bằng N87C. Thì ngày xưa thì mình cũng nghe một vài người đi trước nói có mua con N87 thì mình cũng không định mua đâu. Nhưng mà sau khi mà mình cũng theo dõi anh Nhật Dạ lâu rồi, mình nghe anh ấy. Mình nghe anh review chất âm, anh livestream ấy, review chất âm qua livestream OBS thì mình nghe cái mình kết luôn. Thế mình rước ngay bọn em về. Rước ngay bọn em về là mình cũng hát dùng một tuần nay cũng thu thử 2 bài. Nghe ok. Cái tầm tiền này là quá ok. Cái trước đây là mình định mua con gì nhỉ? Con mic Australia, con mic gì nhỉ? Đúng không? Đúng con mic OC18 ấy, mình định mua đấy, nhưng mà sau mình mua con này đấy mình không mua nữa.